Xin chào các bạn, thì hiện tại Thư đang trên đường đi đến cái ngọn hải đăng Mũi Dinh. Thì sẵn tiện hôm nay Thư chia sẻ lại cho mọi người xem luôn. Thì đây là một cái cung đường ven biển đẹp nhất của tỉnh Ninh Thuận. Bên đường thì người ta có trồng những cái cây xanh. Phía xa xa bên tay trái của các bạn là những cái bãi cát nhìn rất là đẹp. Đây là cái bãi cát mà nó đổ xuống lề đường này, nhìn trông rất là đẹp. Xa kia là biển Sơn Hải nha mọi người. Đây, phía bên tay trái Thư cái hòn đá mình nằm trên bên trông rất là lạ mắt. Thì đây cũng là cái điểm đến Mũi Dinh. Gửi xe ở phía bên tay phải của nhà người dân ha. Sau đó thì nếu mà đi đông thì mọi người có thể thuê xe, còn không thì đi bộ. Mình thì mình thích đi bộ. Đây là cái đồng cát Nam Cương nè. Thường thì cái mùa thể thao á, thì có đoàn xe Sài Gòn á, nó tổ chức đua xe địa hình ở đây, đông rất là vui. Giờ mình chuẩn bị mình đi xuống biển nè. Các bạn có thấy cái bãi cát ở đây không? Nhìn rất là mịn. Các bạn có thấy cái phần đá mà nhô ra chính là cái Mũi Dinh nha các bạn. Đá nó được tạo hóa xếp đặt tạo thành những cái hình thù lạ mắt. Thì Mũi Dinh này là thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận, cách thành phố Phan Rang khoảng 40 km. Nó nằm ở vị trí khá là hẻo lánh nên là chỉ mới được nhiều người biết đến trong vài năm gần đây thôi. Đến cái vùng đất này thì các bạn sẽ được chiêm ngưỡng cái cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ bình dị của núi đá, bãi cát cũng như nước biển rất là đẹp. Chút xíu nữa mình sẽ lên ngọn hải đăng và quay toàn cảnh cho mọi người cùng xem. Các bạn, đây là ngọn hải đăng Mũi Dinh. Thì ngọn hải đăng Mũi Dinh này được Pháp xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1904. Thì nó có thể chiếu sáng xa hơn khoảng 50 km để phục vụ cho các chuyến hải trình trên biển. Thì từ trên cao bạn có thể cảm nhận được cái khung cảnh tuyệt đẹp của trời, biển, thiên nhiên trong lành và những làn gió mát tuyệt vời ở nơi đây.
đình ngươi có ngày đằng ạ. Mình cho nhà thương chưa? Dưới cái chân của hải đăng là một cái bãi biển tuyệt đẹp, được thiên nhiên ban tặng. Sau khi mà tham quan cái ngọn hải đăng thì mình bắt đầu mình đi xuống. Thì cái đoạn đường này rất là dốc, dốc tới 90 độ. Khi mà các bạn lên cái ngọn hải đăng nào mà mình không có đi bộ được á, thì mình thuê xe ôm, người ta chở lên đây. Một người chở lên xuống là 50.000. Thì bác tài quen á, người ta sống ở đây người ta quen rồi, người ta lái luôn, nó quen rồi. Mình mà lạ mình lái không quen cũng khó lái lắm, vì nó rất là dốc. Xuống dốc gặp chú dê. Cơm với người dân tại khu vực này.
để nấu cho mình ăn. Nói chung cái giá cả ở đây thì nó cũng rẻ chứ không có đắt đỏ gì. Cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi video này.